Đâu có, em hát được. Chị hát đi. Cái lúc mà hồi lâu chị diễn cái bài Chị đi tìm em, chị cũng diễn cái nét vậy nè. Cái đó là chị diễn cho vui đâu, chương trình thôi nè, em thử nè. Thôi hai, mà ba. Đừng như vậy với em mà mọi người ơi. Đủ lắm rồi, ngày hôm nay quá nhiều hai, như vậy rồi ba. Không hát nữa đâu, đừng mà anh Nghĩa ơi. Cho bạn giao lưu đi anh Nghĩa ơi. Mời Nhi. Tử đi, cái gì tử đi. Một ngày em hát hai bài thôi. Có cái giới hạn trong ngày nữa hả? Ca sĩ hai bài. Cho em từng ngày, cho em từng ngày. Vô sinh nữ, vô sinh nữ, vô sinh nữ. Hai, ba, vô. Thôi mà, đừng đi, mà. Cố gắng lên em. Lâu lâu anh mới có cơ hội làm nhục mà em, vô. Vì em yếu đuối, muôn đệ mà yếu đuối. Vô, hai. Trời, cái bài đó bài tủ của em. Vô. Hai, ba. Vì em yêu đuối. Cất vô tủ luôn. Cái đoạn đuối thiệt chứ. Vô tủ luôn đi. Không phải, tại vì cái chữ đuối là mình phải hát đuối thiệt. Đúng rồi. Em hát là theo nỗi lòng của cái từ. Đem về bên em bệnh. Không. Thấy không? Em ơi, bây giờ nè, không mấy bây giờ mình sẵn cái bộ đầm đẹp này, mình catwalk một vòng cho mọi người coi đi được không? Sao vậy em? Em phải tự tin lên chứ. Dạ, cảm ơn Nghĩa. Trước hết cho Diệu Nhi gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Nhà Ngoại Giao Mai. Em chào anh Thành, em chào anh Giang, chào chị Sao. Anh Gượng chào em. Hải, em làm như con quỷ vậy. Phải, kiểu con gái mới lớn. Nhìn thấy anh Đức mà, anh Đức kiểu anh vô vập lắm hả? Anh vô vập, ý là kiểu anh đâu có thân gì với em lắm đâu. Em gặp anh mới có mấy lần mà rủ đi ăn. Người ta mến mình. Mà có bạn bè em rồi này kia nọ nữa. Ta mến luôn bạn bè em. Em tàn nhẫn lắm. Nhưng mà khi nào thì anh Đức bắt đầu nói là Nhi ơi, anh thích em quá. Anh không có nói, tại vì cái hành động của em làm là cho anh nản, anh bỏ cuộc liền. Em hành động gì? Em hành động gì? Em hành động kiểu kiểu con gái hững hờ á. Kiểu mà kiểu làm cho đối phương cảm thấy ồ, đối phương không xứng đáng với mình á. Trời ơi. Hồi đó ba làm như đó. Ba làm như ba là Hồ Ngọc Hà vậy. Ba làm như ba đẹp vậy. Không, mấy giờ hát tặng mọi người một đoạn đi Nhi, một bài nào đó mà bài hit của em đó Nhi. Em có nhiều bài hit lắm. Thì em hit đi rồi em hát. Thôi em hát cái bài mà em thích của chị Bích Phương được không? Được em. Nghe nè, tất cả mọi người hãy lắng nghe, đánh giá về chuyên môn em hát sau đó. Có nhạc không ta, có nhạc không? Không, nhạc nó dư lắm, giọng em là đủ rồi. Ôi. Em nhìn bên đó không? Ừ. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói lời, không yêu hay buông xin mọi lần uống. Yêu hay không yêu, không yêu không yêu là thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Cảm ơn mọi người. Cái gì? Mới hát được có một xíu à, mà mọi không, người sung quá. Mọi người la lên chị để cho chị đừng có hát nữa. Cái lời đó là mình đòi hỏi mình phải có cái sự quyến rũ trong cái sự em hát. Em ơi, Bích Phương ta làm được chuyện đó, em làm không có được đâu nha. Em là gì biết không? Bích Du đó em. Bích Du là gì? Là bu vô rồi dít em đó. Trời ơi. Ủa Nhi nó nghe nè, dạo này thành phố mình ngập lụt lắm, sao mang đôi giày chống nước vậy? Dạ đúng rồi, dạo này đang mùa mưa, cho nên em sẵn mang đôi giày vậy luôn. À rồi mới đi đâu về mà ai dò đầu em xù quá vậy Nhi? Cái này cái style make up lả lơi á. Trời ơi. Tóc mình kiểu cái style make up lả lơi cho nên đầu tóc nó hơi rối vậy đó hả Nhi? Dạ đúng rồi, kiểu nó bù xù nhưng mà mình cứ kệ nó, mình đừng có dán cho nó ngay ngắn. À ai biết đâu, tại giờ này nghe nói là anh Tú chơi thân với Tiến Luật đó. Nó thành ra là nhiều khi em cũng rối đầu rối tóc này kia, bù đầu bù cổ phải không dạ, em? Dạ thật ra em cũng không biết nghe cái tên hai người đó là ai ạ. Chịu Nhi, em có thấy cái điểm nào tương đồng với Trường Giang không? Dạ không. Vậy thôi đi về đi em. Thật sự mà nói thì đó anh, cái mà anh Giang rất là hy vọng luôn khi mà anh em về cái đội của anh Giang, cho nên hôm nay em không muốn một người anh của em buồn. Rồi về với Trường Giang đi, rồi em coi cái thái độ Trường Giang đối với em ra sao em hiểu nha. Dạ cảm ơn. Mời anh em đi từ từ thôi cưng. Trời ơi tội nghiệp nhỏ ghê, coi chừng té, coi chừng té đây. Không mấy giờ bồng Nhi đi luôn cho lẹ được không? Ơi thiệt tình luôn xí nghĩ Nhi em đang mất mũi hả? Anh đang nói mà, đâu anh có chú. Đang nhìn em, định hỏi em. Anh đang nói chuyện với anh Nghĩa chương mà. Trình mình là mỗi một người là có một máy quay riêng. Em... người của em, anh mới khen em đẹp đẽ đó Nhi. Thì anh đang nói mà, em đang nghe rồi, nhưng mà... Nghe bằng tay chứ không phải nghe bằng mũi đâu. Thế rồi, là... còn sao chét rồi đậm vậy? Có đâu quý vị khán giả, không phải như vậy dạ, đâu. Dạ nghe anh hỏi nè. Anh hỏi em.
Hồi xưa đi học á, khi mà em làm sanh viên em có điệu dữ gì không? Có, em điệu lắm á, cấp 2 rồi. Thiệt luôn. Mà sao lúc em gặp anh em vẫn còn xấu dữ vậy Nhi? Tại vì lúc em hết điệu rồi. Sao kỳ em ngang ngược vậy? Thì em điệu từ xưa đi học, xong điệu thấy học ngu cái không điệu nữa. Lo điệu không? Những người mà biết làm đẹp là những người có giọng hát rất là tốt. Nhi nó mắc mũi đi kìa Thành ơi. Nhi, bữa nay em bị sổ mũi hả? À vậy hả? Anh cẩn thận, búng búng trúng mặt. Anh đang bệnh mà. Đừng búng em, đừng búng. Khoảnh khắc mắt tôi thấy cận cái tay vậy. Anh Giang này. Cái quẹt á. Như em móc xong chưa? Em móc xong rồi. Rồi em nói đi. Dạ. Em nghĩ là bạn này hát hay á. Sao vậy? Tại vì cái áo màu trắng của bạn bị hơi nhăn. Cho nên là khi mà một hồi hơi nữa, nhăn là chưa ủi thôi em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lên hình làm sao mà để một cái áo nhăn như vậy được? Là bởi vì bên trong là một bộ đồ rất là đẹp. Kiểu bộ em đồ biểu diễn đúng không? Dạ đúng rồi, kiểu vậy á. Rồi cũng được, cũng có lý. Em thấy hát không hay. Đó, đội em giống nhau. Lý do là đội em là hai anh quyết định rồi. Thì em cũng phải theo hai anh. Con bé thật là có chính kiến. Hay á, anh sẽ theo kiểu nhạc bolero đó anh. Chị Nhí, em nói thật, lúc mà ảnh quay cái hình của ảnh, em thấy cái điệu hát của ảnh trong cái clip hồi nãy đó, nó thuộc dạng bolero. Tại vì những cái người dòng chuyên bolero, người ta nhìn người ta biết được liền. Em thấy hay á, em quen lắm, hình như có quay chung với em cái gì rồi á. À chứ rồi, nó đi chung với Nhi thì anh nghĩ là hát dở đó. Không biết quay gì, em không nhớ nữa, nhưng mà quen lắm. Chắc game nấu ăn. Ờ à, đúng rồi. Em cũng vậy, em cũng vậy luôn á. Bởi vậy tại vì em nó kỳ vậy, nó không có nói được cái gì. Bà lát rồi. Bà lát rồi, bà lát rồi. Bà lát rồi, nghe thấy hay rồi đó. Hay luôn, hay không Nhi? Hay luôn. Hay chứ, trời ơi. Đá làm nheo nha, đá làm nheo rất là đúng nói luôn. Hát thì đã rất là khó rồi, nhưng mà chỉ có những cái ca sĩ mà chuyên nghiệp mà hay đi hát mới có thể vừa hát vừa búng lông nheo. Tại vì bản thân em hát không có bao giờ em búng. Búng lông nheo hả Nhi? Kiểu gì đó là cái chữ dưới quê ta hay xài là búng lông nheo. Cái này gọi là gì ta? Hả? Đá lông nheo phải không ta? Ờ, nhờ cái đá lông nheo thôi mà cho là cô hát hay. Dạ. Mày lại bánh tiêu rồi. Thử cái đó, ừ. Anh thấy cái bài nhạc này y như cái ngoại hình của bạn đó luôn. Mà thổi súp nóng á em. Mỗi lần mà súp nó nóng á mình thổi. Anh là thích chọn số 5, ý em sao? Anh ơi, nếu mà anh đã nói ra cái vấn đề mà anh Cường mà người ta cũng không chọn hát với anh Cường thì mình phải loại luôn với anh. Nhiều khi người ta muốn hát với Cường sao? Tại vì em nói cho nghe nè, nãy giờ mình cứ hâm hè mình loại người ta. Đúng, đúng. Bên đây là cứ mê mê thì người ta khi mà người ta được vô vòng trong, người ta sẽ cảm thấy là người ta sẽ thuộc về cái đội mà nãy giờ binh vực và bảo vệ người ta. Đúng. Thì làm sao người ta chọn hát với anh Cường được? Đúng. Người ta sẽ chọn hát với chị Trinh. Bao nhiêu năm nay chị luôn xe duyên kết chị cho em. Có bao giờ chị ngăn cản tình yêu của em chưa Nhi? Chị ngồi xuống đi, em sẽ loại ảnh mà. Chị em mình chơi nhau bao nhiêu năm rồi Nhi? Mình ôm nhau cái nha. Mà đừng có giận tôi nha. Còn ôm gì nữa mà ôm. Em nghĩ là anh hát rất là hay. Vì chị em mình, chị hãy nên giữ anh ấy đến vòng cuối cùng. Em không được hạnh phúc thì tại sao Sam được hạnh phúc? Thì em theo trường phái của chị Trinh, càng nổi tiếng sẽ không có thời gian dành cho chị. Còn bây giờ anh về nè, anh rảnh nè, anh vừa loại ra khỏi chương trình, anh có thời gian nhắn tin cho chị liền nè. Hay quá chị ơi. Chứ giờ vô trong nữa sao nhắn tin à? Em nói rồi mà anh đâu có tin đâu. Anh không có tin em, anh tin đâu đâu. Ủa? Anh tin ai á? Chị em, hai người chị của em. À chị em hả? Anh tin anh ai? Là anh của em. Ừ. Mày xả cho nên tao mày xả xuống. Dạ cho em hỏi chân mày của chị là chị dẻ hay là chị xăm ạ? Hai cái. Hai cái luôn. Béo đen, béo đen em làm nail ở đâu đấy? Cái gì? Người ta mà. Trời ơi người ta. Bé, chị có quay với em cái gì rồi đúng không? Chị có quay với em cái gì rồi đúng không? Dạ. Quay cái gì em nhớ không vậy? Em không nói được chị. Em ở chỗ bạn này nên Nhi trắng hơn ngày xưa. Không có, em có skincare nhưng mà không phải mua của bạn này. Nhi vậy hả? Nhi nó tha kem trộn. Lấy ký. Em mua bên chỗ chị Sam á. Chờ em mãi rồi, đợi em mãi rồi. Em cùng quê với chị Diệu Nhi à? Hèn chi trời ơi. Sao cái gì? Em mà nói sớm là đâu có chọn. Em nói
vậy là em chẳng cách nào thiệt á. Cho em bật lại cái bài này, em thu bài này em hát luôn. Okay. Hơi bị hay luôn á. Thôi Nhi, con bé này có phải cùng quê đâu mà. Không phải, quê không phải Phan Thiết nha. Em ơi, cái giọng hát của em làm Diệu Nhi từ chối quê hương luôn kìa. Thôi hỏi tôi luôn, anh Giang, giờ em lên show được không? Tại vì cái bài này em thuộc luôn á mà con bé này. Đi lên ca chung. Âm nhạc, âm nhạc. Đó, lên 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 lên. Nhưng mà cái mây đã hát hay hơn rồi, này. Biết rồi, biết rồi. Anh cái chú em nha. Đừng để đau tim hai lần nha. Thiệt bé bé né sân khấu giùm chị các em. Chị không phải là quên anh Thiết. Đêm qua anh mơ thấy em ôm anh thật chặt. Ngồi tựa vào vai em, anh thấy bình yên. Anh mong ta sẽ mãi bên nhau. Giờ con ra sao ngày sau. Mọi người thấy em bệnh đó Nhi. Ừ. Mặt rất bệnh. Hát sao bị dị tật luôn em đó. Nó hát xong tôi muốn đưa cho nó cái lon ra ngoài chợ cái tay ướt. Trời ơi là trời. Cái kiểu như ta đang trời coi thường mấy cái vụ này. Ừ, kiểu vậy. Chọc chì hả? Kiểu thể hiện á, tại em thích bài này lắm á, em cảm ơn Cường. À. Thực ra nếu mà bây giờ em quyết định về đội của anh Thành luôn thì em nghĩ anh Giang sẽ buồn và bứt rứt lắm đúng không? Không có đâu em, anh vui lắm. Chưa. À vậy vậy anh Thành vẫn muốn em về của anh chứ hả? Về nhóm anh nha. Anh cách đây muốn... vài phút. Dạ vậy thôi em sẽ chọn về nhóm của anh Thành. Ủa vậy hả? Dạ em nghĩ anh không phải bán trái cây đâu. Sao tại vì em? Cái cách mà anh cầm cái đồ nặng á phải gồng vậy nè, còn những người mà khiêng đồ nặng là người ta kiểu nó nhanh nhẹn lắm chứ không phải vậy, cho nên ảnh bán cái gì chứ không phải bán trái cây. Còn Thuận Nguyễn sao em? Em nghĩ bạn này Thuận ơi Thuận, trước khi em nhận xét em khù cái lưng xuống được không? Cho đẹp khung hình với anh Giang á. Khù lưng xuống chút xíu. Ngồi với anh Giang đừng thẳng lưng. Ủa, chẳng khác nào anh đang nói gia đình em hả anh Giang? Anh đang nói xéo qua gia đình em phải không? Yến thôi chứ sao mà cứ ghép Nhi vô đó nữa. Bình tĩnh em, bình tĩnh. Anh biết, anh biết em đang đau anh. Hôm nay em đau nhiều á. Em nghĩ là hát hay đó. Hát em hay. Nghĩ hát hay tại vì mũi cao là lấy hơi sẽ rất là dễ. Trời ơi. Sao hả? Đâu Thành, em lấy hơi thử coi Thành. Con bé này em biết thầy nào dạy thanh nhạc đó. Mũi cao lấy hơi cao. Thiệt mà mũi cao là lấy hơi là lẹ lắm á, lấy một cái là vô luôn. Vô đâu Nhi, vô đâu, vô đâu. Xuống bụng nè. Anh hát là anh lấy hơi xuống bụng á, nhưng mà là em thấy anh thường thường người ta lấy dưới, người ta lấy lên, người ta lấy xuống dưới hả? Ủa. Nếu mà hát cao, thường là hát cao là nén hơi xuống bụng. Nhưng mà có lỗ mũi chạy xuống luôn đây luôn hả? Ủa phải không ta? Ủa phải không? Em còn hoang mang về cái điều em nói ra mà em làm gì chắc chắn lắm luôn vậy đó. Nhưng mà em nghĩ là anh hát hay lắm, thiệt. Em thấy hát không hay. Ủa? Tại cái môi bị dày quá. Ê chị ơi, những người môi dày thường thường hát rất hay. À tại môi em dày mà em hát dở, em tưởng ai em là ngoại lệ nha. À không phải là nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Mọi người cứ nói là cầm điện thoại là bán điện thoại. Nhưng mà không phải, anh đó bán sim. Không phải. Bán sim thì hát sao gì? Bán sim là hát như chim luôn đó. Hát không hay. Tại sao vậy? Chỉ được đẹp trai thôi, giọng yếu. Nghe là biết giọng yếu liền. Em ơi, người ta cố tình em ơi. À vậy hả? Không, nhưng mà mình anh nãy anh mình phải bảo vệ chính kiến của mình. À. Hát dở. Hát dở hả? Em theo cô em luôn, hát dở luôn. Là... quá rồi, cảm ơn em. Chị để ý cái lưỡi của bạn ấy là hát không hay. Lưỡi người ta chuyên môn qua tới lưỡi luôn hả? Tại vì cái lúc mà bạn ấy hát á, em thấy cái lưỡi của bạn bị dính trong cái miệng, nó không có thoát ra ngoài được. Có bao giờ em hát rồi cắt cái lưỡi em bỏ ra ngoài không? Không phải cái
nói chung là kêu là bạn hát lên nó không có đúng từ vựng. Từ vựng hát chứ từ vựng gọi là gì quên này. Em đã chính tả đúng rồi, chính tả đúng rồi, hát không đúng chính tả. Không phải, phải ý không? Của Nhi hát á, là khi hát á, cái lưỡi nó phải thò ra ngoài như con rắn liêu điêu vậy đó. Không xấu hả anh nghĩa? Tính nó lừa chúng tôi à. Gia đình còn mỗi em. Thật sự em nghĩ là hát hay. Đó, thấy chưa? Tại vì tất cả những cái gì mà anh nói là sai lầm anh. Những cái phân tích của anh sai lầm. Chưa bao giờ gia đình mình có thể ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng. Chưa bao giờ. Chứ bây giờ tụi em nói chuyện hết kiếm cơm. Diệu Nhi, em thấy sao? Em thấy hát hay anh à. Thấy cách mà lấy hơi đi lên như vậy là những người hát hay là lấy hay lấy hơi lên. Em quá. Sao nãy em nói là hát là lấy hơi mũi xuống dưới. Hồi nãy em có nói vậy hả? Vì em mất trí rồi hả? Vậy có là... bao giờ gia đình mình có thể cùng ý kiến được không? Thật sự em không có muốn làm anh buồn. Nhưng mà theo cái sự quan sát kinh nghiệm của em thì em nghĩ là em có kinh nghiệm sao? Được mà. I just wanna be with you. Chị ơi, hát đi. Ở đây nè. Dù làm người xa gần nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vì mà sau này không có anh, một đoạn đường đem đi vang tay. Giờ nào xin hãy chơi nhân để em được lặng ở bên anh. Mình chờ cũng sẽ như thế. Nhi lẽ ra em nên là thí sinh chơi chương trình này mà ở cái mảng hát dở đó Nhi. Em xin chào anh Đông Hoàng. Anh Đông Hoàng. Cái gì? Lộn, tại em tính nói anh Giang nhưng mà em nhớ lộn là phải kêu anh ông Hoàng ẩm thực. À thôi kệ, muốn kêu gì kêu. Dạ, em xin chào anh Giang. Diệu Nhi xin chào quý vị khán giả đang đón xem chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Diệu Nhi là đội trưởng của đội nữ ngày hôm nay, xin mời chị. Dạ, đội bên em đang làm cho không khí trùng xuống lắm. Không khí hả? Đội bên chị rất là sôi nổi nhưng mà đội bên em không khí đang bị trùng. Anh xuống. Em là tiêu chí là tới đây ăn rồi đem tiền về. Dạ hết. Mà trước khi là đội em, trước khi lên quay là Nhi đã ăn tô rồi á. Không phải đói quá, bị tụt máu. Em bị tụt máu, em bị tụt huyết áp. Đợi lâu quá đói. Ủa, khúc này mình sẽ cắt đúng không? Khúc mà em nói là chuyện riêng của em là mình sẽ cắt đúng không ạ? Rồi, hay rồi, vậy là hay rồi. Ai mà trách móc gì? Uống nước xả, đi lại gừng nè. Rồi lâu lâu uống này kia nọ vậy thôi. Ít uống. Thấy đạo uống nói như đúng rồi vậy. Có thể ít thanh lọc lắm anh. Thì giờ này lọc vậy ít đi làm đi chơi game show. Okay, ok, để coi chạy nước miếng đúng không? Để cho em mặc. Mọi người ăn vui vẻ nha. Cái nước xào nè, chấm này vô. Tuyệt vời, ăn đi. Chào.
Em mời mọi người ăn. Em đồ ăn của người ta mà em bắp, em không có lòng tự trọng gì hết trơn. Em cũng hửa thôi mà. Ngon mà, ngon. Ok thôi, đừng gọi vậy. Dạ. Em khỏe gì? Lâu rồi khỏe không? Ủa sao nói chuyện? Ủa cái gì vậy? Đang ngậm nước miếng đó. Trời, có ăn lén lúc. Mời, mời tám máy quay của chương trình chỉ vào đây. Em khỏe gì? Một nghệ sĩ hài duyên dáng vừa làm live show thành công mà đi ăn lén lút, phá luật của chương trình, không thể tin được. Em nói gì vậy? Sắp sôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lỗi sắp sôi rồi. Nhi ơi, hãy để cho đội chiến thắng người ta có quyền được hưởng thức ăn đầu tiên đó Nhi ơi. Ok em tôn trọng chương trình đi Nhi. Có nghĩa là đội thắng sẽ ăn trước. Và em không có quyền sao? Em có quyền sao nha? Ăn rất chấm chót thì có thêm nấm nữa. Beautiful. Em không tin. Nè, em đừng nói không tin nữa rồi xin ăn. Vậy anh đi Nhi ơi, em sao vậy? Không phải. Em làm sao vậy? Dơ đồ ông Hoàng đền, phục trang. Không có, kệ anh đi. Trời ơi, may quá, nhiễu cho được. Nhưng mà nè. Cái gì vậy nhé? Không, em nghiêm túc với chương trình lắm. Em phải để cho nó xuống, nó phải chín mới được. Thôi được rồi, tụi anh ăn sống được. Niềm vui của em là phục vụ những cánh mày râu. Nhưng mà hạnh phúc của tụi anh là tụi em đừng nhìn tụi anh ăn nữa nha. À. Wow, công nhận ngon vậy. Cái bánh đậu quá. Đừng em về nước mắm tặng rồi. Gìn. Đứa đừng có ăn nữa mấy đứa ơi. Đây nè, chị múc cá cho. Gìn múc cá vô, cá bớp ngon. Đây đây, em múc qua cho chị Nhi cho. Thôi thôi, chị không ăn, anh Gia không cho. Luật thôi, anh đâu có muốn gì đâu. Em hiểu, luật em hiểu, mà. Em có lòng tự trọng của em. Anh Giang chưa, lo cho anh Giang giùm chị đi. Dạ rồi. Làm chương trình này mang tiếng quá. Em mới nói chuyện, nó rớt xuống đất rồi, múc vô rồi. Trời ơi, rớt. Kính thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc vừa rồi quý vị có thể xác định được họ là người như thế nào. Ý chị Nhi, có gì chị lên bàn chị ăn đàng hoàng với mọi người chứ em đâu có ai mà cấm cản gì. Hả? Hả? Chị ăn gì đâu? Đâu có ăn gì đâu. Ồ, em thấy cái gì ở dưới mà. Ăn đi mấy đứa, ăn đi. Anh Duy Diệu Nhi đâu mất tiêu rồi. Không thể tin được. Cứ nghe vậy con chú ăn cái góc tối như vậy. Bây giờ chị còn là gì để chị nói đâu, em tận mắt và đem chứng kiến cảnh này rồi đó chị à. Trời, có gì đâu, mình cứ đi lên bàn, mình không tôn trọng chương trình thì mình cứ lên bàn mình ngồi xin một ăn. Tiếng thôi. Dạ đúng, mình xin một tiếng là mọi người ở đây đâu có ai cấm cản chị. Chị tôn trọng luật chơi của chương trình. Chương trình nói là trên bàn không được ăn thì chị ăn dưới đất. Ở nhà ba mẹ chị còn cứ là chị ăn dưới đất. Tới tham gia chương trình ăn lẻ luôn đúng không? Miếng ăn này mà mọi người. Vậy nè, cái cá nó không có bở, cái cá nó rất là chắc, mặc dù mà mình bỏ vô trong trong cái nồi nãy giờ mà nè, cái rau đậu bắp này rất là xanh, cắn kìa. Ngon miệng luôn, chưa được ngọt. Đội mình thắng hả Nhi hả? Ừ. Đội mình thắng hả? Dù ai nói gì thì nói, máy sinh tố vẫn say hồi nãy giờ. Nhạc. Nhưng mà chút xuống á. Đừng. Nhưng xuống đúng rồi, đó đó. Quá không lớn luôn rồi, đậu mình thắng rồi. Đó gì? Nhưng mà nhấn xuống cái gì? Nhưng mà nhấn xuống nó lắc nhiều hơn. Vậy nè, kịp. Vậy em nhảy giúp nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em nhảy gì em không có lỗi lắm. Rồi, dừng lại. 87 lần. Bây giờ từ từ tính. 179 lần.
Trong khi đó bốn miếng này không quy định là dán lên mặt, trong khi đó nhét vô lỗ mũi, nhét vô miệng, không tính cái nào hết. Bốn người này trừ 40 điểm. Vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng. Thắng chưa chị? Người phụ nữ đang mang thai không nên ăn những món ăn có rong biển. Chưa hỏi xong mà như vậy? Giành quyền trước. Đúng hay sai? À, Diệu Nhi. Ủa trời. Sai. Diệu Nhi, Diệu Nhi mới giơ tay mà. Sai rồi. Đây có phải là một trò chơi lô tô không? Người ta hay nói là người phụ nữ khi mà mang thai không được ăn rong biển. Tại vì người ta nghĩ rong biển kiểu là nó mát á, nó sẽ dễ dẫn đến nguy cơ không có giữ thai được. Nhưng mà thực ra không phải đâu. Bởi vì mình ăn đủ như vậy là đủ chất cho em bé. Với lại ăn cái gì đó cũng vừa đủ, không có được ăn quá nhiều là được. Như vậy cuối cùng là sai đúng không? Đúng à. Thường thường người ta nói là anh tuyên bố giùm em đi, em đúng hay sai? Cái nước sốt mè nó thơm mùi mè mà nó béo như nó bỏ mayonnaise trong đó hay sao? Ngon. Đúng rồi, sốt mayonnaise mà. Sực sực ngon. Rong biển sực sực luôn á. Trời ơi. Em đứng nhấp cho mấy chị mà vô tình. Trời ơi. Cá chắc ghê. Nó vẫn giữ được cái phần tươi. Với lại cá sợ mất công ăn vô mình nó tanh, cho nên họ có nhét thêm miếng gừng ở chính giữa thì nó sẽ phá cái mùi tanh của cá. Wow. Cái mùi lẩu này giống cái mùi súp miso nè, thơm thanh mà đó. Nước lẩu nó trong nè, không bị đục nè. Chị thấy ba đứa em vậy là không được. Đây đàn chị không? Đàn em đàn chị không? Nó không có bị tanh. Ủa hai đứa này nói y chang ha. Xin phép hoài. Xin phép hoài gì? Em không có được cho phép đâu mà em cứ xin phép hoài. Không được dùng tay. Ủa, em đâu có biết đâu. Bỏ tay ra sau lưng. Ủa, bỏ tay ra sau lưng. Ủa, em dây, em gì. Ủa, em xuống xíu. Từ từ thôi, nhẹ thôi. Nhẹ thôi, từ từ. Vô rồi. Bước xuống xíu, bước xuống xíu. Nhanh lên dây. Từ từ. Một không à. Anh ơi, để đây em khó thấy cái dĩa bò bên kia quá. Dạ. Tuyệt vời quá, em thấy cái dĩa bò rồi. Bò. Ôi trời ơi, cái cục đó là kinh khủng luôn á. Ồ, đó, đó. Thấy cái đó là một cái bí kíp mà từ trước đến giờ lần đầu tiên em biết luôn á. Thì em đã biết nấu ăn đúng không? Em biết nấu ăn nhưng mà cái bí kíp đó nó em hay nấu món gì nhất? Em cái nước trong mì gói xào bò gì? Sai rồi. Em hay nấu canh khoai mỡ. Ăn món đó xong chưa? À không, chị muốn em uống cái đó. Không, chị hỏi em ăn xong chưa? Không, em có thể ngừng lại để em uống cái. Đâu có, chị hỏi thôi, tại chị mỏi tay á, chị giang tay ra, chị ra xíu. Anh giang sao ạ? À? Nói chị là đầu bếp chính ở bên kia, chị qua đây vậy? Thật, chị để cho hai bạn tập nấu, nghe hiểu không? Ăn một hồi nữa hết cái trang trí này. Chín rồi, tâm chín. Cứ để đi, cứ để em, cứ để đi chưa đâu. Em đẩy lên. Đau quá. Đấy, nó ngọt ngay mà ngọt được thêm đường chi vậy Tụng? Không, đúng rồi. Ngọt ngay hả? Làm rồi có nêm không vậy? Nó ngọt lắm, bỏ cái gì vậy? Đây nè, đúng rồi. Cái gì vậy? Làm tới đâu mình nêm tới đó. Đúng rồi. Em nêm đại đúng cái gì, em đừng có nêm đại, em đừng có theo người ta, em phải nêm vô. Hay quá, bà đang thứ bậy nữa nè. Thôi được rồi chị, bên kia nó hơi ngọt kìa. Tại sao ha chị, câu trả lời hơi ngắn á thì sao? Mình phải giải thích nữa đúng không? Anh mời Diệu Nhi đi. Diệu Nhi, cái quan trọng, theo em nghĩ là quan trọng như thế nào? Dạ thưa anh, em cảm thấy nó là một cái gì đó, nó cung cấp cái năng lượng và chất dinh dưỡng cho mẹ, và mẹ có sự tại vì mẹ ăn gì là em bé là hấp thụ cái đó, cho nên là quan trọng lắm. Biết trước thì anh đã không hỏi. Hay quá.
Hãy dừng tay lại. Hãy dừng tay lại. Đừng tưởng quá bách được người ta. Trời, cái gì vậy Nhi? Cái gì vậy Nhi? Bỏ xuống, bỏ xuống. Bỏ xuống. Mất cảm nhận mà. Đừng làm, đừng làm vậy. Đừng làm vậy, mất tư cách lắm. Mình nghề sĩ mà. Cá một con, cá một con. Uống nhau. Dùng cái gì đó. Cái đó ăn là không, trời, sau ba giây không có được ăn đâu cô Phụng ơi. Kệ cô cũng ráng ăn. Kệ đi con. Ủa. Anh vẫn sẽ luôn che chở em, dù mãi đây bên đời em chẳng còn ai nữa. Hãy tin rằng vẫn luôn còn anh. Mình ra bên nhau, cầm tay đến cuối cuộc đời. Lúa mà ôi em hoa. Mình ra bên nhau, cầm tay đến cuối cuộc đời. Chỉ có những người mà ăn được họ mới cảm nhận thôi. Dạ đúng rồi. Cái tương ớt rồi. Có tương cà. Em nhìn chị á. Chị xa. Như là chị đang giữ hình ảnh đẹp mà. Em nói giờ không có hình ảnh đẹp. Cho nên em giật nhanh lắm. Chua chua ăn cái món này ngon quá. Không sao, chị ăn đi. Cả nhà nhường cho chị mà. Cả nhà nhường mà. Ba người mới được miếng. Ăn cắp mới được miếng. Em biết bây giờ chị không có dám làm cái hình ảnh mà. Thôi chị ăn đi. Giờ sau đây là hình ảnh. Chiếu lại không? Xin mời xem. Không có vụ đó nó may nào đó. Không thể tin được, một nghệ sĩ trẻ đang rất tiềm năng, diễn hài rất vui nhưng làm những điều đối phương không hề vui. Diệu Nhi, em là sai. Vì sao? Tại vì cái mùi tỏi nó rất là nồng, khi mà ăn vô nó sẽ nó vô cái đường sữa luôn. Thì khi em bé bú là sẽ bị vô cái tỏi, nó bị hôi sữa, nó không có thơm, em bé nhiều khi bỏ bú. Mời bước vào đại tiệc. Anh không ngờ, anh không ngờ em chưa có con mẹ hay quá vậy ơi. Tại sao em chỉ có con? Tại sao? Ăn chung vậy nè. Dạ. Da rớt rồi nhưng mà không sao, mình lững lụm lên ăn được. Trời ơi. Cái chai miệng em cũng bự quá hả? Thật là rất là mềm, rất là ngọt. Đu đủ kèm thêm, vừa mềm mềm mà còn hơi sực sực chút xíu. Cắn thật là nó dằn luôn. Uống nước vô cái phân miệng của mình. Thật bò nó trộn nước của đu đủ quá. Tức là con bò đi lạc vô vườn đu đủ hả? Dạ được á. Khi mà hút vô thì nó rất là ngọt. Ngọt cái ngọt của đu ăn hết vô trong miệng hết luôn. Cắn không? Không ai à. Không kéo vào được rồi. Không no rồi phải không anh ha? Dạ em là no rồi chị. Dạ cảm ơn anh. Em rất là ngon. Chị có làm lỗi gì đấy anh Giang chưa? Chị đã từng làm gì với anh Giang chưa? Tập này là lượng phân của chị tăng gấp đôi luôn á. Chị sao? Không luôn á. À hết rồi.